Xin cho con hỏi, nếu bề mặt của mình không bị lay động bởi bát phong nhưng sâu trong tâm mình bị lay động, vậy có xem là điềm đạm không sư? Cảm ơn sư. Cái mà xem á, là định hay không á, là người ta so ở cái tâm của mình chứ không phải so ở cái bề ngoài nha. Nó có một cái câu chuyện như thế này nè, là một đám nó một đám thì nó hơi kỳ, một nhóm mấy vị sư á, buổi tối đang ngồi với nhau, đang ngồi đốt lửa, đang ngồi với nhau, thì tự nhiên là một cái con rắn nó bò lên đùi của một vị, thì vị kia nhìn thấy giật mình, hoảng hồn bung ra chạy, la lên rắn, cái vào vị đó chạy, nhào ra chạy. Các vị kia cũng thấy con rắn nó bay lên, nó rớt xuống, nó móc ngóc đầu, nó khè, thì các vị kia cũng sợ quá, hoảng hồn cũng chạy hết luôn. Thì có một vị ngồi lại, vẫn ngồi yên một chỗ, vẫn ngồi yên một chỗ. Con rắn nó khè thẳng mặt vị đó vẫn ngồi yên một chỗ. Rồi một hồi con rắn nó bỏ đi, nó không cắn, không biết tại sao nó không cắn, nó bỏ đi. Thì huynh đệ mới tới, trời ơi, tôi không ngờ, tới hồi đụng chuyện mới biết cái người có tu hay không. Nghe, đụng chuyện mới biết có người tu hay là không tu. Phải nói là quá nể, trời ơi, sư huynh tu gì là quá nể. Thì cái vị đó nói, đỡ tôi đứng dậy, đỡ tôi đứng dậy. Run quá, chân đứng không nổi. Không phải là mình định, không phải định, mà tại vì run chân quá đứng không nổi, thiên hạ chả trơn, còn có mình ngồi lại, run quá đứng hết nổi rồi, cứng rồi, cứng người. Cho nên á, cái người gọi là điềm đạm thì cái bề ngoài nó không gọi là điềm đạm, mà cái nội tâm mình á, nó như thế nào nó mới tính. Còn một vị á, có thể là do cái bệnh, do bệnh căn vị đó mà co, tay chân co quắp không tự chủ. À, thì khi mà mình nhìn thì thấy vị đó là tay chân co quắp rồi tiêu tiểu không tự chủ vậy đó. À, mình nghĩ là vị này chắc thua rồi, nhưng không. Ở trong chú giải kinh Đại Niệm Xứ có trường hợp như vậy đó, coi như là tiêu tiểu là không tự chủ luôn, tay chân là nó cứ co giật từng cơn như vậy. Thì cái vị sư đệ á, mới tới, tôi nói chỗ nhìn sư huynh quằn quại như vậy, đệ thương quá. Thì vị trưởng lão mới nói, này sư đệ à, cái chuyện mà huynh chết mà huynh sanh thiên là chuyện đó là chuyện đương nhiên nghe. Huynh không bao giờ nghi ngờ chuyện đó, tại vì cái giới của huynh trong sạch và cái tâm của huynh là nó định rất là tốt. Huynh chỉ tiếc một chuyện là huynh chưa kịp chứng thánh thôi. Có thể huynh chưa kịp chứng thánh trước khi chết, huynh chỉ tiếc chuyện đó thôi, chứ còn ba cái bệnh này nó không là cái gì chứ. Cho nên á, cái người mà định được là cái nội tâm vị đó vững vàng, chứ không phải là cái thân mình bề ngoài thể hiện ra, thì không phải như vậy. Ha. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.